Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn Baby. Ok, thì nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua những cái video của mình thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng, thì không mất thời gian các bạn nữa. Chúng ta tới với phần intro thôi nào. Ok, let's go. Mình mới bị trật tay nên là nhìn ngầu ha, nhìn kiểu ok, ok, thì bữa giờ có rất là nhiều bạn, thực ra cũng không nhiều lắm đâu, cũng đâu có kiểu nổi tiếng gì đâu. Ý là cũng có khá là một vài bạn đã comment ở những cái sản những cái video trước đó của mình là kêu mình là làm một cái reaction cho cái bài nhạc mới của Arthur và D-Lo đi, bài nhạc tên là Cấm Thuật. Và ok, mặc dù là không có nhiều fan và không có nhiều người biết tới, nhưng mà tớ rất là gọi là chiều các bạn, ok, nên là hãy kêu ba mẹ của mình hãy subscribe cho kênh mình đi, đăng ký kênh mình đi, người thân của các bạn á, ok. Ok, mình đùa đấy. Thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một cái sản phẩm mới của Arthur và D-Lo. Thì theo mình được biết là Arthur và D-Lo là đã gia nhập gọi là tổ quạ rồi, theo mình không nhớ không lầm là như vậy. Ok, thì không có thời gian nữa, bắt đầu thôi nào. Ok, hai cựu thí sinh của Rap Việt mùa 2, và đối với mình thì mình rất là thích cái vocal của Arthur. Mình biết là các bạn sẽ rất là mong chờ về cái fast flow của D-Lo, nhưng mà thực sự là mình lại mong chờ cái verse của Arthur hơn, tại vì mình rất là thích cái giọng của Arthur. Mình thích ai mà có cái giọng trầm á, kiểu nghe Arthur nghe giống như là Buster Rhymes vậy á, kiểu kiểu vậy. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Ok, mình vừa mới đi tập về nên là mình mặc đồ nó hơi thoải mái tí xíu, nên là rất là mong các bạn thông cảm ha, tại vì mình cũng đang ở nhà thôi, không có đi đâu hết. Ok, thời điểm mình làm cái video này là vào ngày 11 tháng 5 9 giờ tối. MV đã ra mắt vào lúc ngày hôm qua 10 tháng 5. Ok. Và trước khi bắt đầu thì mình nhắc nhở các bạn cái việc uống nước ha. Nãy giờ mình ngồi nhưng mà mình uống gần hết chai nước rồi. Dạo này thời tiết mình không biết ngoài những cái vùng như ngoài Hà Nội hay là ngoài Đà Nẵng như thế nào, nhưng mà ở Sài Gòn rất là nóng. Nên là các bạn hãy bổ sung nước nhiều vào nhé. Always stay hydrated. Let's go baby. Let's go. Đợi mình tí xíu nha. Có vẻ nó hơi nhỏ thì vậy. Ok, sorry. Bắt đầu lại thôi nè. Nhìn mình vậy thôi chứ mình thích kiểu ăn đồ ngọt lắm. What? If you know, you know. If you know, mình là một big fan của Naruto luôn á, các bạn biết không? Có một fact về mình là mình không có xem bất kỳ một cái bộ anime nào cả, ngoại trừ Naruto. Ý là mình đang nói là cái việc mà theo dõi và biết từng ly từng tí á, thì mình chỉ biết mỗi Naruto thôi. Mình là một fan cuồng của Naruto luôn nha. Không có coi ba Boruto nha. Boruto is trash as fuck. Naruto, ok. Mình là một fan cực kỳ lớn của Naruto. Đó là lý do mình có hai cái hình xăm hai bên. Mặc dù cái hình xăm này nó bị ngược nhưng mà không sao hết. Ok. Senju Akatsuki. Let's go. Ý là mình nói gì đó. Mình mới đi tập về nên mình hơi có nhiều năng lượng. Wow, theme song của Naruto à. Let's go baby. Chú gì là hai bà đó. Let's Wait. Hello. Real à. Chào mừng các bạn đã đến với làng lá gặp khói của chúng tôi. Real à.
Let's go. Hello, what the hell? Shit, my turn. Hey, let's go. Flow của tao là bí mật mật mật. Họ quên tao là nhân gia gia gia. Giọng của tao là bí thuật thuật thuật. Sao thì không cần tôn nhau vẫn đã. Oh, cái verse này là trong bài cái bài gì hát với Black Ca trên trên rap Việt nè. Hẹn thứ sau, đúng rồi. Ấy cái ủa cây giấy. Vãi. Tao là wow, con đường đam mê đi tìm kiếm bao cảm thuật. Tao vẫn luôn kiếm move, flow của tao là bí mật. Họ gọi tao là những giả, giả, giọng của tao là bí thuật. Không cần tôi lực vẫn đã, đã. Tao là. Oh, cái verse này là Arthur đã sử dụng trong một bài hẹn thư sau trên rap Việt rồi. Ok. Mình tưởng là sẽ viết một cái verse mới luôn nha. Ok, nhưng mà cái beat drill khá là căng đấy. Trên theme song của Naruto. Ok. Ok, let's go. Mình rất là bất ngờ, mình không nghĩ là sẽ dùng cái verse đó vào đây. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với làng lá ngập khói của chúng tôi. Dễ đi luôn. What the hell? Shit, my turn. Hey, let's go. Flow của tao là bí mật mật mật. Họ quên tao là nhân gia gia gia. Giọng của tao là bí thuật thuật thuật. Sao thì không cần tôn nhưng vẫn đã. Sao là wow. Con đường đam mê đi tìm kiếm bao cảm thuật. Tôi tao vẫn luôn keep it move. Flow của tao là bí mật. Họ gọi tao là những giả. Giọng của tao là bí thuật. Không cần tôn nhưng vẫn đã. Sao là wow. Con đường đam mê đi tìm kiếm bao cảm thuật. Chân quay bước về bạn gái như một chuyến du hành và lời báo cảnh tỉnh cho một thằng nhóc tôi để vẫn còn trẻ thì ngọn lửa đam mê đang lặn lẽ thành hũ. Mình mặt trời đang chiếu sáng, đó chính là lúc ta bắt đầu một hành trình. Cao đôi chân chạy không bao giờ được ngại khó, băng qua vũ trụ bao cao muôn hành tinh. Bay cao hơn cả những vì sao, thắp lên ngọn lửa không bao giờ bị chập tắt. Cuộc đời là và câu hỏi vì sao, bao đêm suy tư không thể nào mà chập mắt. Có quá nhiều thứ phải phiền lo, nhưng tiền to không phải là phương thuốc. Nếu thấy cái khó là liền cho, bao dung chứ không phải thương xót. Phải rap một cách nào đó thật nhanh để chúng nó không thể nào bắt kịp tốc độ của ta để mà có thể thở được. Tay chỉ nắm gáp và gáp, xong lại bắt tap và tap từ cả squad như tao thì mày thở được ngay. Nhiều rapper chỉ gặp thời và mau nói tỷ nhưng lại bị dính từ chặt vào cây danh từ idol. Lãng quên underground đây rồi, giờ mất chức làm nhạc dư là con cưng, cứ nghĩ là viral. Giờ trong tim gan bằng Masarikan, giết kẻ vũ chi bằng chiêu Chidori. Đầu dòng giết hoa bằng nét mực xanh trắng, biết người miền ta thì chấp nhận chấp thắng. Mấy đồng cảm thấy bất ngờ bởi những thứ tôi có, mày cứ nghĩ trời bàn. Tao lại phải thấy bất lờ bởi những rapper fake vì sợ tốn thời gian. Cải cách trong vần câu, chữ nghĩa đi dần sâu. Ôi, rap không chịu bằng đôi, tận dụng nhiều lần trôi. Ôi, bản thân để mà khi mình thề với các bạn luôn, một trong những cái người mà sử dụng adlib mà có tư duy sử dụng adlib tốt ở Việt Nam mình á là mình nghĩ là Arthur luôn. Tại vì trước đấy cái bài hẹn thư sau là mình thấy cái việc mà Arthur sử dụng adlib rất là hay luôn, rất là tinh tế luôn. Cái gì mà thì cái bài này cũng vậy. Wow. Sử dụng adlib rất là hợp lý và à damn, rất là respect cái việc này. Mình thích ai có những cái tư duy mà những cái mà nhỏ nhỏ nhưng mà để lại dấu ấn á, thì Arthur là một trong những cái rapper đó. Wow, cái adlib mà mình thấy hay á. Em mà xanh trắng, biết người miền ta thì chấp nhận chấp thắng. Mày luôn cảm thấy bất ngờ bởi những thứ tôi có, mày cứ nghĩ trời bàn. Tao lại phải thấy bất ngờ bởi những rapper fake vì sợ tốn thời gian. Cải cách từ vần câu, chữ nghĩa đi dần sâu. Ôi, rap không chỉ vần đôi, tận dụng nhiều lần trôi. Ôi, bản thân đầy bá khí khiến tụi mày khá bí. Let's get it, kỹ năng tao bứt phá không còn một mất giá. Ok, let's go. Mỗi ngày thêm một nhiệm vụ tao phải luôn hoàn thành vì nhiều lần tao cần mình đi. Tao mà kệ bao ưu phiền để mua sống đi công việc về nhà với tận hình đi. Nhiều lần đầu tao bị lú không được nghĩ ra lời để tao viết. Gọi lấy ca đi chơi liền tụi tao đánh mày già flex đi cùng ơ mày không ok. Flow của tao là bí mật mật mật. Thôi tao là những giả. Giọng của tao là bí thuật thuật thuật. Sao thì không cần tôn nhưng vẫn đã. Sao là wow. Sao là wow. Con đường đam mê đi tìm kiếm bao cảm thuật. Tụi tao vẫn luôn keep it move. Flow của tao là bí mật. Họ gọi tao là những giả. Giọng của tao là bí thuật. Không cần tôn nhưng vẫn đã. Sao là wow. Sao là wow. Con đường đam mê đi tìm kiếm bao cảm thuật. Bài này là các bạn thấy cái tựa đề là Arthur với là Dilo, có sự góp giọng của Black Ca nữa, tầm mấy giây. Ok, tổ quả, Chrome Highness. Ok,
Khúc sau còn gì không nữa? Hay là chỉ là cái credit thôi ta? Này cái gì vậy? Nhìn giống... giống cũ vậy. Ok thì đối với mình cái bài này thì về đi lô thì chắc chắc là chúng ta không không gọi là không phải mong chờ nhiều nữa, tại vì đi lô vẫn như đi lô của mùa rap Việt vừa rồi là những cái flow đi rất là nhanh, fast flow sử dụng rất là gắt. Và thực sự như mình nói bên ở đầu video thì mình mong chờ cái verse của Arthur hơn, tại vì mình rất là thích Arthur luôn. Và cái việc mà Arthur đối đầu với lại Black Ca ở cái mùa vừa rồi á, là mình nghĩ là cái cửa thắng của Arthur rất là thấp, nhưng mà trong cái bài đó Arthur để thể hiện mình kiểu wow, rất là bất ngờ luôn. Thì trong cái bài này thì vẫn vậy, vẫn là cái tư duy sử dụng cái những cái adlib rất là hiệu quả. Và thực sự luôn, như mình nói là một trong những cái rapper mà mình thấy là có cái tư duy sử dụng adlib hay và tốt á, và hiệu quả là trong đấy có Arthur, thực sự là như vậy luôn. Theo mình nhớ không làm Arthur như còn nhỏ tuổi hơn mình nữa. Wow, thì good job baby, good job. Ok, thì đấy, mình đã trả cái video reaction cho bạn nào, những cái bạn nào mà comment rồi đấy. Thì đối với mình thì vì cái bài này có cái theme song của Naruto nên là mình sẽ nghe lại. Ok, tại vì mình rất là thích cái gì mà nó liên quan tới Naruto, tại vì mình là một fan cứng của Naruto luôn. Mình là một fan cứng của Naruto, mình chỉ muốn nói vậy thôi, tại vì mình xăm lên rồi là cái miệng biết là mình cuộn nó như thế nào rồi đó. Ok, thì mình mong là mình đã đem lại những cái năng lượng và cái phút giây thật là vui vẻ dành cho các bạn. Và trước đấy thì có bạn Nhật Hoàng. Bạn Nhật Hoàng trước đấy là có thi King of Rap, thì bạn có PM với mình là bạn vừa ra mắt một cái sản phẩm mới của bạn. Và mình có xem qua rồi, nhưng mà rất là tiếc là mình không có thời gian mình làm cái reaction. Và mình do là cái lý do mình lỡ xem rồi thì các bạn biết mình rồi đó. Nếu mà bạn nào đã xem mình rồi thì mình luôn muốn kiểu xem cái những sản phẩm đó lần đầu tiên mà mình quay reaction, chứ mình không muốn là xem rồi và mới quay reaction thì nó rất là mất chân thật. Thì nếu mà các bạn có lòng thì các bạn hãy check qua những cái sản phẩm của bạn Nhật Hoàng. Thì Nhật Hoàng là cũng bằng tuổi mình luôn, và bạn nó cũng học cái trường đại học mà trước đấy của mình là Hufflit luôn. Thì support cho cái cộng đồng hip hop đi nào. Ok, mình có để link của sản phẩm cấm thuật này ở dưới phần mô tả, và cả cái link của sản phẩm của bạn Nhật Hoàng ở phía bên dưới luôn. Thì các bạn nếu mà được thì các bạn có thể click vào. Ok, thì mình có để hình ở đâu đây là cái sản phẩm của bạn Nhật Hoàng nè, thì các bạn có thể search đó. Ok, thì cảm ơn bạn Nhật Hoàng đã gọi là connect với mình và kêu mình là làm reaction. Và rất là tiếc là sorry bạn, là mình không 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 có thời gian, sorry tôi không có thời gian. Và tôi cái điều mà gọi là tốt nhất tôi có thể làm là tôi sẽ giới thiệu cái sản phẩm này đến mọi người thôi. Và tôi rất là mong là cái sản phẩm của ông sẽ đạt được nhiều thành công. Và tôi đã nghe rồi và ok, khá là ổn đấy, khá là kiểu chill đấy. Ok, thì một lần nữa cảm ơn bạn Nhật Hoàng, và mong là sắp tới team của Tổ Quạ và cả bạn Nhật Hoàng nữa sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cái chặng đường phía trước. Tại vì những bạn này toàn là những bạn trẻ thôi, và mình luôn muốn ủng hộ cái cộng đồng hip hop này. Dù mình không có làm nhạc đâu các thứ, nhưng mà mong là những cái reaction này thì nó sẽ giúp ích cho những cái sản phẩm của các bạn. Ok, mình không có nhận được lợi gì cả, lợi lộc gì cả. Hay, rất là buồn, hôm nay bị chật tay nữa, đúng đời luôn. Ok, thì mình mong các bạn sẽ có được những cái phút giây thật là vui vẻ, và mong là mình đã đem lại những cái năng lượng tích cực dành cho các bạn. Và như mình nói, hãy nhắc nhở những người xung quanh của mình việc uống nước, tại vì dạo này thời tiết có vẻ hơi là nóng, hơi nóng thì phải. Và
À, đúng chưa? Mình kể ở video tiếp theo, mình không biết khi nào, nhưng mà mình vừa nghe nói là Tình Linh vừa mới ra sản phẩm mới thì phải. Hay. Nên làm không nhỉ? Ok, và video đến đây thôi, và mình mong các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Ok, nhiều khi, peace and I'm out. Bye.